Mời các bạn nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chấp 628 đến chấp 631, chương 730 đến 734. Ba Tư Nhĩ không dám tin thốt lên, ngươi thật sự đã trùng tu đến bát diệp. Ngu Thượng Nhung nghi hoặc nói, cần gì phải kinh ngạc như vậy? Còn chuyện gì bình thường hơn việc ta trở lại tu vi bát diệp đâu chứ? Lần đầu giao thủ đã chết 8 người, Ba Tư Nhĩ thật sự không thể tiếp nhận nổi. Ngươi cho rằng mình có tu vi cao nên muốn làm gì thì làm. Ba Tư Nhĩ lại phất tay, đám người nhu lợi ném trường mâu tới, mỗi thanh trường mâu đều phát ra ánh sáng tím. Những vô sư còn lại cũng đồng thời phóng thích ra quả cầu ánh sáng màu tím càng mạnh mẽ hơn. Năm ngón tay ngu thượng nhung co lại, nắm chặt trường sinh kiếm, lạnh nhạt nói. Thật xin lỗi, tu vi cao đúng là muốn làm gì thì làm. Ngu thượng nhung dậm chân vọt tới trước, toàn thân tạo thành một góc 45 độ so với mặt đất. Trên thực tế, thời điểm chiến đấu ở diện châu ngu thượng nhung vẫn luôn ẩn giấu thực lực nếu thật sự chỉ là nguyên thần cảnh lục diệp ngu thượng nhung sao có thể dây dưa không dứt với ma lộ bình một trong bát đại thống lĩnh có tu vi bát diệp lại còn là một kẻ thiện chiến đầy kinh nghiệm xa trường ngu thượng nhung tự tin chứ không tự đại trong khoảng thời gian 49 ngày thủ hộ vu chính hải mỗi thời khắc hắn đều chăm chỉ tu luyện vũng bùn là nơi tuyệt hảo không chỉ có lợi đối với sự hồi sinh vu chính hải mà còn cho ngu thượng nhung một cơ hội đột phá quay về tu vi bát diệp ngu thượng nhung một lần nữa tìm lại được cảm giác lúc xưa tốc độ của hắn rất nhanh gần như đạt tới đỉnh phong cùng lúc đó vô số trường mâu mang theo quang mang màu tím cũng phá không đánh tới thân ảnh ngu thượng nhung đột nhiên biến mất trong lòng ba tư nhĩ lập tức cảm thấy nặng nề dù hắn đã giết vô số người đối mặt với đủ loại địch nhân nhưng cũng không dám có bất kỳ lòng khinh thường nào đối với ngu thượng nhung một giây sau thân ảnh ngu thượng nhung xuất hiện đầy trời mỗi thân ảnh đều huy động trường sinh kiếm trong tay tuyết mạn thiên sơn trường mâu rơi là tả xuống như tuyết. Chém tuyết chỉ là một trong những phương thức luyện tập kiếm thuật lúc nhỏ của ngu thượng nhung mà thôi. Toàn bộ quả cầu năng lượng đều bị trường sinh kiếm chém đôi như chém dưa hấu rồi tiêu tán giữa không trung. Trường mâu cũng gãy đôi, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ánh mắt ba tư nhĩ hừng hực như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh ngu thượng nhung, quyền trượng trong tay dơ lên cao. Thủ hộ. Một bình chướng màu tím cực lớn xuất hiện, lấy ba tư nhĩ làm trung tâm rồi khuếch tán ra tứ phía, bao bọc các vu sư còn lại. Thiếu niên Vu Chính Hải ôm vỏ kiếm của Ngưu Thượng Nhung trong tay, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Đây chính là lực lượng và tu vi mà hắn khát vọng có được. Mặc dù hắn đã tưởng tượng ra vô số hình tượng khi lực lượng đạt tới cực hạn, nhưng nhìn Ngưu Thượng Nhung ứng phó toàn lực cũng đã phá vỡ nhận biết của hắn. Tinh thần hoảng hốt, thiếu niên Vu Chính Hải đột nhiên nhớ tới thời niên thiếu đánh nhau với người ta nơi đầu đường xó chợ, nhớ tới huynh đệ Bình An, nhớ tới sự cực khổ khi bị bán tới lâu lan, vì quá đói mà phải tranh cướp màn thầu với người khác. Hắn rất khát vọng có một ngày mình sẽ trở thành tu hành giả cường đại, chỉ có như thế hắn mới không bị người ta dẫm đạp dưới chân, mới không bị người ức hiếp. Hắn khát vọng được cường đại hơn bất kỳ kẻ nào. Thiếu niên Vu Chính Hải mở to mắt nhìn kiếm cương nở rộ đầy trời, thật mạnh, đáng tiếc là thời khắc này Ngu Thượng Nhung đang chuyên tâm đối phó với Vu thuật, hoàn toàn không nghe được lời ca ngợi phát ra từ phế phủ của thiếu niên Vu Chính Hải. Ngay khi Tuyết Mạn Thiên Sơn kết thúc, Trường mâu và năng lượng màu tím đều bị đánh tan tác không còn manh giáp. Ngô Thượng Nhung hạ xuống, pháp thân mở ra, tòa pháp thân cao 10 trượng kia đột nhiên huy động song trường. Đám vu sư ngẩng đầu, hét lên thất thanh, sao có thể? Oanh, kim trường khổng lồ hạ xuống. Bình chứng màu tím vẫn tiếp tục lan tràn, Ngô Thượng Nhung cầm trường sinh kiếm trong tay, hai ngón tay đặt trên lưỡi kiếm, vẻ mặt ung dung thao túng pháp thân. Ngô Thượng Nhung như một con mãnh hổ đang rình mồi, chỉ cần bình chứng vỡ ra, hắn sẽ lập tức bổ nhào tới. Ba tư nhĩ kinh hồn táng đảm, vội vàng hạ lệnh, hiến tế. Hai tên vu sư quả quyết nhảy vào trung tâm bình chướng, toàn thân bắt đầu bốc cháy rừng rực. Tầng bình chướng màu tím trở nên dày đặc hơn, khi màu tím trở nên sung mãn đến cực hạn, nó biến thành màu đen. Oanh! Pháp thân khổng lồ lại tung trưởng đánh xuống bình chướng tạo thành những vòng tròn gợn sóng. Ngu Thượng Nhung thấy bình chướng đã trở nên mạnh hơn, bèn mỉm cười nói, thú vị, hắn thả trường sinh kiếm trong tay lên không trung trường sinh kiếm lăng không lơ lửng chĩa mũi nhọn xuống dưới đồng thời bay tới giữa hai tay pháp thân pháp thân đột nhiên nắm chặt lấy trường sinh kiếm trường sinh kiếm tỏa sáng hào quang được cương khí bao bọc biến thành một tia kiếm cương khổng lồ màu vàng kim sắc mặt ba tư nhĩ trắng bệch trong mắt ngập tràn chấn kinh pháp thân còn có thể dùng như vậy ta đúng là đã đánh giá thấp ngươi ẩm pháp thân cầm tia kiếm cương khổng lồ đâm xuống xuyên thủng tầng bình chướng màu tím bình chứng tan vỡ thành từng mảnh. Mau lui ra sau, có người cao giọng hô. Ba tư nhĩ nắm chặt quyền trượng, thân ảnh đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở cách đó ngàn mét. Các vu sư còn lại không được may mắn như thế. Trong khoảnh khắc pháp thân của ngu thượng nhung tiêu tán, trường sinh kiếm bay trở lại lòng bàn tay hắn. Ngu thượng nhung cười nhạt một tiếng, dậm chân vọt tới. Kiếm cương xuất hiện chàng chịt, ngay lập tức hơn 10 vu sư bị trường sinh kiếm chém nát, tay chân đứt gãy bay đầy trời, máu tuôn như mưa. Đám tu hành giả vu thuật vội vàng thối lui, bỏ chạy từ tán. Tinh, đánh giết một tên mục tiêu, thu hoạch được 10 điểm công đức. Tinh, đánh giết một tên mục tiêu, thu hoạch được 10 điểm công đức. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai dồn dập như thủy triều khiến Lục Châu nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Sau 10 lần rút thưởng đều bị thần xui xẻo nhập, Lục Châu rất buồn lòng, bèn chắp tay sau lưng đi ra đại chính cung, đứng nhìn mặt trời lặn về phía tây nửa bầu trời đã bị dáng chiều nhuộm đỏ. Hơn hai tháng qua Lục Châu vẫn không nhận được tin tức gì về Vu Chính Hải, cũng không biết tình hình của Ngu Thượng Nhung như thế nào rồi. Lục Châu vừa vuốt râu vừa suy nghĩ, có lẽ do hắn quá lo lắng nên tin tưởng ở đồ đệ nhiều hơn, dù gì bọn hắn đều là bát diệp đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Lục Châu tự nhủ, chỉ mong đừng để Lão Phu thất vọng. Trên vực sâu vạn trượng, hai phe giao thủ xong bèn lui về đứng đối lập, bốn phía lại trở nên yên tĩnh lần giao thủ này đã chết hơn trăm tên tu hành giả vu thuật, có thể nói là tổn thất nặng nề. Sự cường đại của Ngu Thượng Nhung vượt xa tưởng tượng của Ba Tư Nhĩ. Trong mắt Ba Tư Nhĩ hiện lên tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Thượng Nhung. Không khí như bị dồn nén lại, tràn ngập mùi máu tươi. Trầm mặc hồi lâu, Ba Tư Nhĩ mở miệng nói, ngươi rất mạnh. Rồi sao nữa? Nếu vừa rồi ngươi không hạ tử thủ thì có lẽ ta sẽ rút lui, xem như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng đã có quá nhiều người chết, ta không cách nào bàn giao với đại vương, bàn giao với người nhà của những người đã mất. Ba Tư Nhĩ nói. Ngu Thượng Nhung còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên Vu Chính Hải đứng phía sau lại không sợ chút nào, cười to nói. Dựa vào cái gì mà mệnh của các ngươi thì đáng giá, mệnh của ta thì chẳng đáng một xu. Dựa vào cái gì người khác chết không sao, các ngươi chết thì không được. Dựa vào cái gì mà ngươi đòi công đạo, người khác lại không thể đòi công đạo. Ba Tư Nhĩ nhìn về phía thiếu niên Vu Chính Hải, hay cho một thiếu niên miệng lưỡi sắc bén. Trên đời này, Vu Chính Hải hận nhất chính là người lâu lan. Sư huynh, ngữ khí của thiếu niên Vu Chính Hải trở nên nghiêm túc và thành khẩn. Ừm, thay ta giết sạch bọn hắn, toàn thân Vu Chính Hải đều là sát khí. Hắn không biết Ngu Thượng Nhung có đáp ứng thỉnh cầu của mình hay không, nhưng tình hình trước mắt hắn không còn cách nào khác. Trầm mặc một lát, Ngu Thượng Nhung hơi híp mắt, miệng nở nụ cười, thản nhiên đáp, như ngươi mong muốn. Nói xong, Ngu Thượng Nhung đạp không công kích tới, trước người xuất hiện một đạo cương phong. Ba Tư Nhĩ đỏ mắt quát, tư giác thỉnh thần. Đám vu sư còn lại lập tức ném ra bốn đạo vòng sáng. Vu thần vĩ đại, xin lắng nghe lời thỉnh cầu của ta. Xin ngài cho ta mượn lực lượng vu thần. Hồn ơi mau trở về. Từ bốn phương tám hướng, ngài thân cao ngàn trượng. Dâng ra linh hồn. Trở về đi ánh sáng tím lập lòe xuất hiện che khuất bầu trời rồi từ từ hội tụ về phía ba tư nhĩ thấy cảnh này ngu thượng nhung hiểu rõ ba tư nhĩ mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều trong thế giới của tu hành giả vu thuật sơ cấp vu sư chỉ có thể thi triển một số vu thuật cơ bản như chữa thương hay xua đuổi tương đương với một tu hành giả phạn hải cảnh trung cấp vu sư có thể nắm giữ các vu thuật trận cấp chung vu thuật cạm bẫy cổ thuật vu thuật điều khiển nhân tâm một số cao cấp vu sư thì có thể bố trí đại trận ngăn cản thiên quân vạn mã đại vu ngoại trừ thông hiểu toàn bộ lực lượng còn có năng lực điều khiển người chết thậm chí thỉnh thần hàng lâm ba tư nhĩ rõ ràng là đại vu ngu thượng nhung biến thành ba đạo hư ảnh không gian trở nên mông lung mơ hồ đám vu sư còn lại chỉ trong giây lát đã bị bóng kiếm của ngu thượng nhung chém tới xoẹt 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 hàn mang hiện lên bên cổ từng thân ảnh rơi xuống vực sâu vạn trượng bọn hắn đang chịu chết ý đồ dùng sinh mệnh để kéo dài thời gian cho ba tư nhĩ ngăn bước ngu thượng nhung toàn bộ vu sư nhào về phía hắn ngu thượng nhung ra sức huy kiếm quy khứ lai hề nhập tam hồn hơn trăm tu hành giả vu thuật vẫn lạc đúng lúc này trên bầu trời đã hình thành một đám mây màu tím bao trùm không gian cơn mưa tím rơi xuống đây không phải là một cơn mưa thông thường mỗi một giọt nước mưa màu tím đều có thể đâm thủng thân thể ăn mòn linh hồn phá hủy ý chí ngu thượng nhung thản nhiên xoay tròn 360 độ khi đối diện với thiếu niên vu chính hải hắn đánh ra một đạo trường ấn trường ấn tựa như long chảo bắt lấy thiếu niên vu chính hải rồi đẩy mạnh ầm thiếu niên vu chính hải rời khỏi phạm vi công kích của cơn mưa màu tím toàn thân bị đẩy về phía lạch trời sư huynh vu chính hải la thất thanh nhưng một giây sau ngu thượng nhung đã bị cơn mưa tím phủ xuống như thác nước không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa thiếu niên vu chính hải cảm nhận được cương khí dưới chân đang yếu dần điều này cũng có nghĩa là lực lượng của người thi triển nguyên khí đang trở nên yếu ớt hắn vô cùng lo lắng Ba tư nhĩ và và đám tu hành giả vu thuật còn lại đều cho rằng dưới lực lượng của tiên hiền, cho dù là ngu thượng nhung bát diệp cũng sẽ bị trọng thương. Hy sinh nhiều người như vậy, trả giá nhiều như vậy. Rất đáng. Luồng khí ngột ngạt tích tụ trong lồng ngực ba tư nhĩ rốt cuộc cũng được khơi thông. Chỉ cần giết được ngu thượng nhung, tất cả đều đáng. Cơn mưa màu tím kéo dài suốt một khắc đồng hồ, thiếu niên vu chính hải cảm giác được cương khí dưới chân không thể khống chế nổi, rốt cuộc tiêu tán. Hắn rơi xuống gần như cùng lúc trong cơn mưa màu tím bộc phát ra kiếm cương đầy trời kiếm cương có hình dạng cây dù căn cản toàn bộ nước mưa ngu thượng nhung đạp không bay lên ánh mắt cứng cỏi ba đạo thân ảnh từ xa vọt về phía ba tư nhĩ thấy cảnh này dù là ba tư nhĩ cũng phải dựng tóc gáy ngươi không chết khi cơn mưa vừa ập xuống ngu thượng nhung nhàn nhã bước đi dưới cơn mưa vừa đi vừa vung ra vô số bóng kiếm đây chính là chiêu thức luyện kiếm cơ bản của ma thiên các cho dù đứng trong thác nước Ngu Thượng Nhung cũng có thể không để một giọt nước văng vào người mình, đây là kiếm đạo của hắn. Không thể nào. Ba Tư Nhĩ run rẩy nói, con ngươi co rụt lại, chỉ trong giây lát ba đạo thân ảnh của Ngu Thượng Nhung đã đến trước mặt. Năm tên vu sư còn lại đứng ngăn trước người Ba Tư Nhĩ. Ba Tư Nhĩ vung quyền trượng lên, ngươi không có kiếm, làm sao giết được ta. Gương mặt Ngu Thượng Nhung toát lên vẻ lạnh lùng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại bắn ra một tia kiếm cương, dùng chỉ thay kiếm ai nói không có kiếm thì không thể giết người thân ảnh ngu thượng nhung thẳng tắp hai ngón tay bắn ra xoẹt kiếm cương tách ra làm năm chém về phía năm tên vu sư năm người ngã xuống ngu thượng nhung tiếp tục vọt tới thân ảnh nhanh như thiểm điện kiếm cương vòng qua quyền trượng đâm xuyên trái tim ba tư nhĩ để lại giữa lồng ngực hắn một lỗ máu ngu thượng nhung không nhìn ba tư nhĩ lập tức quay đầu bay về phía vu chính hải ba tư nhĩ không thể tin nổi nhìn xuống lồng ngực mình nhìn máu tươi tuôn ra như dòng suối. Cơn mưa màu tím trên trời biến mất, bầu trời phía trên vực sâu vạn trượng dần dần yên tĩnh lại, chỉ trong chốc lát mà nơi đây đã chỉ còn lại một mình ba tư nhĩ hắn lăng không lơ lửng. Kế hoạch của ba tư nhĩ vốn rất hoàn mỹ, từ cạ bẫy ở Lâu Lan đến cạ bẫy ở Nhu Lợi, đều dẫn về quân mai phục ở vực sâu vạn trượng. Hắn chỉ tính sai có một điều đó là ngu thượng nhung quá cường đại. Ba tư nhĩ cúi đầu quan sát, thấy thân ảnh ngu thượng nhung đang lao vọt xuống vực sâu để cứu thiếu niên kia, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Ba tư nhĩ hủy bỏ lực lượng toàn thân, khiến bản thân mình cũng rơi xuống vực. Cương phong xẹt qua tai hắn. Cho dù có phải chết, ta cũng phải khiến ngươi bị chôn vùi dưới vực sâu. Ba tư nhĩ lao vào xuống, ánh mắt khóa chặt vào thân ảnh ngu thượng nhung. Ngu thượng nhung tung trưởng lên trên để tạo lực bay xuống nhanh hơn, nhưng vực sâu này cứ như không có đáy. Từng có rất nhiều tu hành giả muốn thám hiểm vực sâu này, từng lớp người cố gắng tìm tòi thậm chí hy sinh mới cho ra một kết luận, kẻ nào rơi vào vực sâu vạn trượng, cửu tử nhất sinh. Hy vọng sinh tồn duy nhất chính là nửa đường từ bỏ, lập tức trở về. Không biết đã rơi bao lâu, ánh sáng trên bầu trời cũng đã trở nên ảm đạm, bốn phía mờ mịt như hoàng hôn hàng lâm. Ngu Thượng Nhung đã đến gần Vu Chính Hải, lập tức đánh ra một trường ấn. Trường ấn như long chảo vò tới tóm lấy Vu Chính Hải. Thấy cảnh này, ba tư nhĩ lại hô lên, từ bỏ đi. Ngu Thượng Nhung bình tĩnh không bị ảnh hưởng mảy may, bàn tay khẽ phất, Vu, trưởng ấn mang theo Vu Chính Hải bay ngược lên trên. Ba Tư Nhĩ nói, muộn rồi. Ngu Thượng Nhung cảm giác được bên dưới vực sâu đang sinh ra một lực hút cực mạnh. Hắn muốn ngự khí bay lên nhưng nguyên khí trong cơ thể đã bị tiêu hao quá nhiều, Ngu Thượng Nhung chỉ có thể giữ cho mình lơ lửng giữa vực. Hắn mà chết, toàn bộ lâu lan phải chôn cùng. Ngu Thượng Nhung đạm mạc nói nhưng lời nói ra lại vô cùng khí phách. Ba Tư Nhĩ từ trên không rơi xuống, miễn cưỡng lăng không dừng lại. Cụ hụ. hụ vì sao chứ trong lòng ba tư nhĩ rung động mạnh đầu mâu không phải nên chĩa về phía người nhu lợi sao hắn chết trên địa bàn người nhu lợi mà thiên các có truy cứu cũng phải tìm người nhu lợi tính sổ mới đúng hãy sống cho tốt ngô thượng nhung cố gắng nâng tay phát hiện thiếu niên vu chính hải đã hôn mê hắn đẩy ra một trường vu chính hải thoát khỏi lực hút của vực sâu bay lên trên ba tư nhĩ không thể lý giải nổi một phàm nhân mà cũng đáng để ngươi làm như vậy vì cứu mạng một phàm nhân mà phải chôn vùi một vị bát diệp dưới vực thẳm ba tư nhĩ nghĩ thế nào cũng thấy không đáng giá sau khi ngu thượng nhung đánh ra một trưởng cứu vu chính hải hắn đã không còn đủ nguyên khí để lơ lửng nữa toàn thân ngu thượng nhung chìm xuống vực hắn ngửa đầu nhìn về phía vu chính hải lạnh nhạt nói có rất nhiều chuyện chỉ cần ngươi cảm thấy đáng thì nó sẽ đáng ba tư nhĩ lúc này mới hiểu ra hắn nhớ tới rất nhiều việc nhớ tới cuộc đấu tranh dai dẳng giữa lâu lan và đại viêm nhớ tới 70.000 thi thể phơi thây nơi sa mạc, nhớ tới máu tươi đã nhiễm đỏ cả nước sông cổ La Giang. Các bậc tiên hiền vĩ đại từng nói, con người là giống loài thích đấu tranh nội bộ nhất. Tranh đoạt đến cuối cùng thì được cái gì đây? Có lẽ đây chính là lý do đại viêm mạnh hơn vạn tộc. Ba tư nhĩ bỗng nhiên bạo phát lực lượng còn sót lại trong cơ thể, bắn ra một luồng khí màu tím bay tới đẩy vu chính hải bay về phía lạch trời. Đáng tiếc ta chẳng còn bao nhiêu lực lượng để cứu ngươi, chỉ cầu ngươi tha cho bách tính lâu lan. Nói xong, Ba Tư Nhĩ nhắm mắt lại, toàn thân hắn chìm trong một ngọn lửa màu tím quỷ dị. Đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của một đại vu, để phòng ngừa sau này thi thể mình bị đại vu khác điều khiển, hắn tự thiêu. Ngọn lửa thiêu đốt hắn từng chút một, cho đến khi thân ảnh Ba Tư Nhĩ hoàn toàn tiêu tán trong vực sâu vạn trượng. Cùng lúc đó, cơn mưa màu tím cuốn lấy Trường Sinh kiếm cũng biến mất. Trường Sinh kiếm lập tức rơi xuống vực. Kiếm còn, người còn. Ngô Thượng Nhung cảm nhận được vị trí của Trường Sinh kiếm, lập tức ngự khí điều động nó bay đến bên cạnh mình, cũng vì vậy mà Ngô Thượng Nhung càng rơi xuống nhanh hơn. Toàn thân Ngô Thượng Nhung chìm trong hắc ám, tựa như rơi vào một cái động không đáy, ngẩng đầu lên nhìn trời chỉ còn thấy một màu xám xịt. Hoàng hôn tắt nắng đã mang đi tất cả ánh sáng. Toàn bộ lạch trời cũng chìm trong bóng đêm vô tận. Ông trời đã nhắm mắt. Trong bóng đêm, tại một vùng đất nhỏ nằm giữa lạch trời và vực sâu vạn trượng, thiếu niên Vu Chính Hải nằm dưới mặt đất lạnh buốt. Hai tay hắn nắm chặt vỏ kiếm, toàn thân bất động. Sương lạnh rơi xuống, gió đêm thổi tới. Thiếu niên đột nhiên run rẩy một cái, mở tròng mắt, vội vàng ngồi dậy. Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, sương lạnh không khiến hắn tê cóng mà ngược lại còn đổ mồ hôi ướt đẫm. Bóng đêm tối đến mức vươn tay cũng không thấy ngón. Vu Chính Hải chỉ nhớ khi cương ấn dưới chân mình biến mất, toàn thân hắn rơi vào vực sâu, thậm chí mình hôn mê lúc nào hắn cũng không biết địa ngục không ai biết địa ngục trông như thế nào mà bóng tối hẳn là điểm đặc thù cơ bản nhất của nó thiếu niên vu chính hải cảm thấy nơi này chính là địa ngục vậy là mình chết rồi sao bốn phía yên tĩnh rất khó chịu dường như vu chính hải có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn xạ nắm chặt vỏ kiếm trong tay thiếu niên vu chính hải khẽ gọi sư huynh âm thanh cô tịch truyền đi vọng về nơi xa xăm không ai đáp lời hắn Ý chí của Vu Chính Hải vượt xa người bình thường, hắn có quá nhiều kinh nghiệm đối mặt với bóng tối. Vu Chính Hải vươn tay thăm dò hắc ám, sờ vào mặt đất lạnh buốt, từ từ tiến lên. Đi được mấy mét, soạt, vách núi, Vu Chính Hải vội vàng co rụt người lại. Một ít đất đá vụn rơi xuống vực sâu không tạo ra một tiếng vang nào. Trong lòng hắn run rẩy không thể bước lên, bèn ngẩng đầu nhìn thiên không. Bầu trời đen kịt một mảnh, ngoại trừ cương phong lạnh buốt ra thì chỉ còn màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Vu Chính Hải không động đậy, hắn chỉ có thể chờ đợi. Một đêm không ngủ. Khi trời tờ mờ sáng, Vu Chính Hải rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng cảnh tượng xung quanh. Trước mặt hắn một thước chính là vực sâu vạn trượng. Vu Chính Hải hít sâu một hơi, gian nan đứng lên. Bên dưới vực sâu chỉ là một màu đen kịt. Có ai không? Không ai đáp lời hắn. Chỉ có ba từ hắn nói liên tục vang vọng phiêu đãng trong không trung. Vu Chính Hải đi quanh mấy vòng, phát hiện nơi này dường như chỉ có một mình hắn. Ánh mặt trời dâng lên, Vu Chính Hải chợt nhớ tới Ngu Thượng Nhung từng nói bên kia lạch trời chính là Đại Viêm. Hắn nhìn xuống dưới vực sâu một lúc rồi ôm vỏ kiếm, xoay người rời đi. Không biết đã đi bao lâu, khi mệt mỏi hắn ngồi xuống nghỉ, khi khát nước hắn tìm hồ nước đọng để uống. Đi đến lúc mặt trời đã lên cao cũng chưa tới lạch trời. Nhìn thì gần ngay trước mắt nhưng kỳ thực rất xa xôi. Khi thiếu niên Vu Chính Hải đang cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, Hắn bỗng nhìn thấy đằng xa có một thôn xóm khói bếp lượn lờ, trong gió còn truyền tới mùi cơm vừa nấu chín. Hắn mừng rỡ như điên, vội vàng chạy tới. Đến cửa thôn, thiếu niên Vu Chính Hải nhìn thấy mấy tên thôn dân đi tới, không khỏi lảo đảo lui lại. "Người nhu lợi, người lâu lan." Hai tên thôn dân trẻ tuổi trắng kiện nhìn thấy thiếu niên đứng ở cửa thôn, dù là trường bào trên người thiếu niên đã bị chém ngắn đi nhưng từ khí chất và cách ăn mặc, bọn hắn vẫn có thể nhận ra lai lịch của đối phương. "Người đại viêm" Thiếu niên Vu Chính Hải quanh năm hành tẩu nơi đầu sóng ngọn gió chịu nhiều đau khổ, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Bắt hắn lại. Vu. Trong thôn chợ xuất hiện hai con chó săn to hơn thân người gấp mấy lần, không ngừng phi nước đại lao tới. Một phàm nhân như Vu Chính Hải dù có liều mạng chạy cũng không cách nào thắng được dã thú. Hai con chó săn chẳng mấy chốc đã bọc đầu chặn đường Vu Chính Hải. Cổ la thôn chúng ta lại có thêm một tên nô lệ. Hai ngày sau, trong đại chính cung đám người thương thảo nghị sự lục châu chắp tay sau lưng dạo bước hoa trọng dương nói trải qua hai tháng cố gắng cửu châu về cơ bản đã ổn định văn võ bá quan đều rất phối hợp thần đô cũng đã diệt sạch gian tế trong một tháng qua chỉ phát hiện được một tên bốn cổng thành đều có quân lực u minh giáo trông coi chỉ là thuộc hạ không biết cách xử lý triều chính đa số là nhờ ngũ tiên sinh trương nguyệt làm nếu không có ngũ tiên sinh hỗ trợ thì đã không có kết quả như ngày hôm nay Trương Nguyệt đương nhiên cũng không có kinh nghiệm xử lý triều chính, rõ ràng sau lưng nàng có người chỉ điểm. Toàn bộ thần đô này, người có bản lãnh như vậy chỉ có một mình Thái Hậu. Trương Nguyệt vốn là cháu gái của Thái Hậu, bà ta ra tay chỉ điểm cho nàng cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng người khác nhìn vào thì đều cho rằng vị cao nhân sau lưng nàng chính là Lục Châu. Phan Ly Thiên Tán Dương, không ngờ các chủ lại là người văn võ toàn tài. Võ có thể tọa chấn thần đô, giữ cho cửu châu thiên hạ Thái Bình. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, thật là người có một không hai tự cổ trí kim. Tả Ngọc Thư lườm hắn một cái, đại huynh là người tài đức vẹn toàn ai ai cũng biết, còn cần ngươi nói chắc. Lục Châu nâng tay ngắt lời bọn họ, hiện tại hắn không có lòng dạ nào nghe bọn họ nịnh nọt tâng bốc. Lục Châu nói với đoàn mục sinh, có phi thư của Lương Châu chưa? Đoàn mục sinh đáp, thất sư đệ đã gửi phi thư nói Lương Châu rất yên ổn, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện xung đột. Ngoài ra, đoàn mục sinh hơi do dự nhưng rồi cũng nói tiếp, đại sư huynh đã phục sinh thành công nhưng nhưng trên đường trở về lại bị người lâu lan thiết kế mai phục giữ nhiều lành ít nghe vậy lục châu nhíu mày xoay người lại đã vượt qua lạch trời chưa hình hình như vẫn chưa kỳ thực câu hỏi này có hơi dư thừa nếu đã vượt qua lạch trời thì xem như an toàn với thủ đoạn của tư vô nhai đương nhiên có thể mang bọn hắn trở về nhưng mà bốn chữ giữ nhiều lành ít ẩn tàng quá nhiều ý nghĩa nó thường đại biểu cho sự bi quan và hy vọng xa vời, thậm chí là tử vong. Lục Châu không hề nghe hệ thống thông báo đồ đệ tử vong, cũng không cho phép đồ đệ của mình chết không minh bạch. Hoa Trọng Dương Xin tổ sư ra phân phó. Thần đô giao cho ngươi tọa chấn, ngươi có ý kiến gì không? Hoa Trọng Dương sửng sốt, chuyện này. Hắn chỉ mới là nguyên thần cảnh thất diệp, làm sao có thể tọa chấn thần đô? Lúc trước thần đô có bát đại thống lĩnh tọa chấn đều là bát diệp, nay chỉ có một mình Hoa Trọng Dương thất diệp, thật vô cùng khó khăn. Giáo chủ không ở đây, Tam Đại Hộ Pháp còn chưa khôi phục thương thế, tu vi của chính hắn vẫn còn đang từ từ hồi phục. Một vị cửu diệp có thể so với 10 vị bát diệp. Tổ sư ra muốn rời khỏi thần đô, nơi này nếu không có cửu diệp tọa chấn e là sẽ lại xuất hiện tình cảnh không hay. Chiêu Nguyệt Khong người nói, sư phụ, vậy đồ nhi sẽ lưu lại thần đô. Lục Châu gật đầu, Chiêu Nguyệt vốn mang dòng máu của Hoàng Thất, để nàng ở lại sẽ tốt hơn diệp thiên tâm cũng khom người nói sư phụ đồ nhi lưu lại chấn thủ thần đô lục châu nhìn sang đám người bắt đầu phân phó tả ngọc thư ngươi là cao thủ nho môn am hiểu về trận pháp ngươi lưu lại mọi việc đều nghe đại huynh làm chủ hoa vô đạo ngươi am hiểu phòng thủ lưu lại hoa nguyệt hành ngươi am hiểu cung tiễn thủ rất thích hợp để thủ thành ngươi cũng lưu lại cẩn tuân mệnh lệnh của các chủ Lục Châu nhìn sang Lãnh La và Phan Ly Thiên, rồi nhìn tới đám đồ đệ. Khi ánh mắt Lục Châu vừa liếc tới Trư Hồng Cộng, Trư Hồng Cộng lập tức khom người nói, "Sư phụ, để đồ nhi theo chân người làm tùy tùng." Trư Thiên Nguyên đứng bên cạnh lừ mắt nhìn nhi tử rồi nói, "Vậy ta cũng đi cùng." Khoảng thời gian này gương mặt già của Trư Thiên Nguyên đã không còn chút mặt mũi nào. Hắn không quan tâm người khác nhìn mình ra sao, hắn chỉ muốn đi theo nhi tử. Lục Châu nói, Trư Hồng Cộng, ngươi lưu lại chấn thủ thần đô, không nguyện ý. Không không không, đồ nhi đương nhiên nguyện ý. Chư Hồng Cộng lập tức dập đầu bình bịch. Bốn vị trưởng lão ma thiên các âm thầm giơ ngón tay cái lên. Chiêu này của các chủ thật diệu nha. Để chư Hồng Cộng ở lại thần đô chẳng khác gì giữ chân chư thiên nguyên ở lại. Chư thiên nguyên và cổ thánh giáo cũng tương đương với một vị cường giả bát diệp, đủ để chấn thủ một phương. Phân phó xong, Lục Châu nói, gửi phi thư cho tư vô nhai, phái người mang xuyên vân phi liễn tới đây. Vâng. Những người còn lại đều sẽ đi cùng Lục Châu. Cửu Châu đã ổn định, đây là thời điểm nên đi tìm Thủy Tinh Cầu Ký Ức. Phan Ly Thiên và Lãnh La đều có kinh nghiệm du ngoạn dị tộc, mang theo bọn hắn tất có chỗ tốt. Những đồ đệ khác cũng đã mạnh hơn rất nhiều, đủ để ứng phó những phiền phức nhỏ. Lục Châu có dự cảm, trong Thủy Tinh Cầu Ký Ức còn che giấu một bí mật khác. Chiều hôm sau, Xuyên Vân Phi liễn bay tới thần đô đón người Ma Thiên Các, nghỉ ngơi một đêm đến khi trời sáng lại xuất phát tới Lương Châu thành trên tường thành ở Lương Châu Thành. Tư Vô Nhai và Giang Ái Kiếm đứng sóng vai nhìn về phía chân trời, chỉ khác là Giang Ái Kiếm đứng siêu siêu vẹo vẹo, toàn thân đều toát lên vẻ lười biếng. Chiêu châm ngòi ly gián của ngươi dùng rất tốt, chỉ đáng tiếc không hiểu sao đại vu ba tư nhĩ lại chết queo. Có khi nào người của ngươi đã truyền tin tức giả đến cho chúng ta không? Nói xong Giang Ái Kiếm nhảy lên ngồi trên tường thành. Dù sao lòng người cũng rất yếu đuối, dễ bị xúi gục. Không thể nào là giả được, Ta đâu có nói người của ta chỉ có một tên. Tư vô nhai đáp. Giang ái kiếm giơ ngón tay cái lên. Tư vô nhai thành lập nên ám võng, đương nhiên sẽ có phương pháp riêng để nắm bắt tin tức, 10 phần chắc chín. Chỉ là ba tư nhĩ đột ngột chết mất, hiện trường không để lại chút vết tích nào. Người của ta cũng không phải là vu sư, không cách nào tìm được nguyên nhân. Tư vô nhai nói. Ngươi đang lo lắng chuyện gì? Thứ nhất, ta lo nhị sư huynh gặp nguy hiểm nhưng với thủ đoạn của nhị sư huynh thì kẻ uy hiếp được huynh ấy không có mấy người thứ hai thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho chúng ta người như lợi thờ phụng lang vương việc chảm kim liên rất có lợi đối với bọn hắn tư vô nhai nói binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn sợ cái gì giang ái kiếm vừa nói dứt lời một tên binh lính trên tường thành bỗng hô lên có phi liễn tới tư vô nhai quay đầu nhìn về phía phi liễn khi xoay người lại định nói chuyện với giang ái kiếm thì đã chẳng còn thấy tăm hơi hắn đâu giang ái kiếm lách mình hạ xuống nội thành thân ảnh nhoáng lên mấy cái rồi biến mất trong dòng người tư vô nhai bất đắc dĩ lắc đầu khoảng thời gian này hắn đã được lĩnh giáo bản sự tránh nặng tìm nhẹ của giang ái kiếm chỉ nhìn một cái tư vô nhai đã nhận ra xuyên vân phi liễn với chiếc đuôi dài như sao băng bèn hạ lệnh nghênh đón khi xuyên vân phi liễn đến lương châu thành các tu hành giả và lão bách tính trong thành đều ngẩng đầu nhìn lên từ phía phủ tướng quân có rất nhiều tu hành giả xếp thành hình phương trận trên không trung kho người đứng chờ tu hành giả có ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra xuyên vân phi liễn vội vàng kinh hồ thật tốt quá là xuyên vân phi liễn của ma thiên các đó có ma thiên các tọa trấn lương châu chúng ta yên tâm rồi dân chúng nhảy cẫng lên hoan hô nếu là trước kia chỉ e không ai ngờ được sẽ có ngày bách tính hò reo hoan nghênh ma đạo đến ma cũng có đạo của mình hoa trọng dương là cánh tay đắc lực của vu chính hải đã sớm biết con đường mà vu chính hải muốn đi Chính vì thế hắn vẫn luôn dặn dò Trên dưới U Minh Giáo phải lấy bách tính làm căn cơ Dành thiên hạ thì dễ Thủ Giang Sơn mới khó Một khi đã bước chân vào thần đô U Minh Giáo nhất định không thể là U Minh Giáo Của khi xưa nữa Trong phủ tướng quân Lục Châu tiến vào đại điện Ngồi vào vị trí chủ tọa Thấy mọi người muốn hành lễ bèn vung tay áo Miễn lễ Tư Vô Nhai nghi hoặc hỏi Sư phụ vốn đang tọa chấn thần đô Sao đột nhiên lại giá lâm lương châu Trong mắt Tư Vô Nhai lương châu có hắn tọa chấn là rất yên ổn không thể phát sinh tình huống bất ngờ nào huống hồ gì nơi này còn có bồng lai môn hoa gian phái vạn độc môn và ma sát tông đóng quân hỗ trợ lục châu nhìn tư vô nhai vi sư đã đọc phi thư của ngươi tình hình lương châu thế nào rồi tư vô nhai liền kể lại chi tiết tình hình tại lương châu dưới sự sắp xếp của hắn lương châu lúc này rất ổn định phòng thủ ổn thỏa càng không để gian tế lọt lưới dựa vào thiên phú nghiên cứu của mình Tư Vô Nhai còn đặt cho mỗi một dân chúng trong Lương Châu một dãy số mã hóa để dễ quản lý. Lục Châu vừa nghe đã giật mình, đây chẳng phải chính là chứng minh nhân dân ở thời hiện đại hay sao? Khả năng nghiên cứu và suy luận cái mới của đồ đệ này không hề thua kém nữ tử họ Lạc kia chút nào. Nghe xong, Lục Châu gật đầu, mọi thứ đều rất ổn định chu toàn, thảo nào tạp la nhĩ chẳng thể làm gì. Lục Châu tiếp tục hỏi, tai mắt của ngươi tại Lâu Lan có biết Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải đang ở đâu không?